rồi mình cứ đứng một chỗ mình bắt thôi chứ mình không di chuyển được, tại vì mình mắc quay phim á, chứ nếu không nãy giờ mình bò ra giữa cái đám này luôn rồi. Mê lắm, vô đây là nó này, tí cho cháu nó quay dùm. Ồ, đưa nước à, bắt được con thứ tư rồi. Mà trên cạn á, trên bờ, gần bờ rồi còn gì nữa. Không chừng nó lên tới trên kia anh Vinh. Vô tới cái chỗ mà mỹ tôn á. Ờ. Em bây giờ em cứ mò một chỗ này thôi. U, cá rô này nó cứ lủng củng ở dưới đây nè. Nó chui dưới sình nó cũng không chui nhanh được. Cũng không đi nhanh được mà mình cũng không di chuyển nhanh được. Đấy, lại được một em nữa nè ha. Sướng. Cái này được đúng là sướng. Trời ơi. Cái này mà quay tổng kết cá là ghiền luôn nè. Đây mình chia ra làm nhiều video để mình đăng nha. Để mình tương tác với gia đình. Chứ cái này cũng là một cái trải nghiệm, một cái kỷ niệm nữa. Ui trời, con lấy cả ký. Con nó cả ký. Ở trên kia anh mình dí theo nó không được, nó phóng xuống dưới nước lại. Ôi, cái sặc này cả nha. Sặc thường á nha. Mà thiếu điều như là con cá gì, con sặc rặn luôn rồi nè. Trời ơi, khủng khiếp thiệt. Ừ, đây nè, cá lóc nhỏ nè. Không di chuyển thì tới bắt, là máy quay thì tới mà tay này cầm máy rồi. Không bắt được thì tay này thì dưới không tới. Ui, nó giăng sình quá trời. Đây, có một con rô nữa rồi. Rờ thấy cái gai nó nè. Đây, nữa rồi. Thấy không? Cứ đứng lên một chỗ mà bắt thôi. Không cần phải đi đâu hết á. Ông ghiền không tới đó. Ông ghiền không tới đó. Ông bắt. Ôi trời. Cá rô phi hay cái gì vậy? Cá hường hả? À? Cá hường nó còn sót lại thôi. Cá hường này lúc nào màu đỏ mà giờ thành màu. Ô, con rô này mới bự nè. Chết mẹ rồi, chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Nè, cá rô đông nè. Ồ. Nè, bây giờ mình quay thì được mà mình không có tới lại mình bắt được luôn nè cả nhà. Quay luôn mà không tới bắt được. Trời ơi, sướng cả cá rô không à. Để giờ bắt cá rô đồng không à. Ôi, còn cá hường nữa nè. Trời ơi, mình cứ lượm cá rô thôi. Mấy ảnh đi ra xa, mấy ảnh bắt mình ở đây, mình cứ lượm cá rô thôi. Trời ơi, cá rô kìa, bắt thấy ghiền luôn. Trời ơi, còn nữa. Nó ở đâu đây? Còn đâu nè. Đó. Sình càng non thì nó bò càng dễ nha. Còn mà sình mà cứng là nó không bò được. Nãy giờ mình chưa xuống quần á thì nó ở im một vòng vòng thôi, còn mà mình xuống mình quần để sình nó non nó nát ra luôn rồi đó. Mà nó chạy dữ lắm. Đó. Đây còn nữa. Ô, xuống rồi. Nói chứ phải lết tới đoạn để bắt con cá hường này chứ. Ôi trời. Ôi coi kìa cả nhà, nó tới rúng qua rúng rồi. Có đi được đâu. Coi kìa. Ôi coi kìa. Ôi con cá kìa, khủng khiếp rồi cả nhà. Đúng là cá lóc. Ôi ôi không đi nổi rồi, chết rồi. Một em arô nữa. Ấy, xảy ra. Ui cha, không bước nổi tới để bắt con cá hường luôn trời ạ. À. Dướng rau muống nữa, vừa xình vừa dướng rau muống nè. Đây, tới rồi, bắt này cả nhà. Bắt nhẹ nhẹ thì nó giăng xình. Ui trời ơi. Đây, cầm được mày rồi. Ui cha, xúc nó rồi. Nó dậy ghê đó nè. Đây nha. Ui, cho nó vô đây. Rồi muốn quay. Còn nó con rồi đấy, còn anh Vinh chạy xuống con nó cạch ký á. Ừ, cái rô không, em đứng ở chỗ này em bắt toàn cái rô không, chứ gần bắt được con gì hết. Ồ, quay sướng quá cả nhà, cảm giác bắt như vậy là mình ao ước bao lâu rồi. Ông này ông rùi rõ cá lắm nè. Đó. Trời ơi, rồi, chạy bước đâu rồi. Ồ, bự lắm. Mà nó xinh đó. Đó, rồi. lấy cái giật xúc đó. Đó, nó lên tới đây. Ôi trời. Mà mẹ lên tới đây lấy cái xúc đó, không rồi nó đi lên kia là thì mình đi theo nó mệt lắm.
Giang. Ừ, ốp lắm, ốp xuống. Ôi mẹ nó đi hướng khác. Ốp sai hướng.